lâu rồi không được ăn, xong em ăn chơi được phát. Hello, hello mọi người. Hấp dẫn không mọi người? Yêu em. Yêu em. Ngon lắm. Đâu hết rồi. Ngon lắm. Mì không có tôm mà sao mày mì tôm á? Không biết. Ngon lắm. Hello baby. Bởi vì người ta không chúc đâu, sức áo chúc em sinh nhật vui vẻ. Lanh Bảo Tuấn, chúc mọi người buổi trưa về. Ngon lắm. Muốn ăn cơm chưa? Nó thu. Cảm ơn đã khen ạ. Nghe ơi em đôi chưa chẳng em có biết không? Không giống như ai em. Ngon này thì em ăn tiếp nè. Em mì trộn nè. Cảm ơn anh Đạt Tấn. Em mì trộn. Mọi người hãy đi dậy và đi làm một tô mì cho mình ăn đi. Ngon cực. Lười ra ngoài. Nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai. Nó mệt mỏi với những câu ca chẳng biết nói gì cả. Chỉ muốn gặp một tin nhắn là anh làm người yêu anh nha. Nhiều hết rồi nhỉ. Hello Ngọc Anh. Nhiều hết rồi. Thôi nói chuyện nữa rồi đi ọp nhá. Đi ọp xong. Đi ọp xong tí tầm chiều lên. Cái á, ngon lắm. Cùng nhau và đêm về tập trung một lối. Ngọc Anh bán được áo nhiều thế.
Bán giỏi đấy. Thôi chị học bán áo đây. Mày có hàng sẵn à? Cái đây bán livestream hay đấy nhỉ? Chiều nay chị rảnh. Chiều nay chị rảnh tính là chị bán được đấy. Mày tôi không tôm anh ạ. Thịt bán tôm, thịt bán. Nhưng mà chị thật sự chị bán ạ. Mình phải ghim hạng sản phẩm đúng không? Chị bán bao giờ không biết. Chưa bán bao giờ ấy. Cô muốn bán à? Đem bán nào mọi người có ủng hộ không nhỉ? Người ủng hộ không? Có hàng sẵn à? Hay sao? Hello, người trong người buổi trưa vậy? Đói. Ăn từ không nghẹn lắm. Không được ăn nha. Không, chị phải ăn hôm nay chị chưa no đâu để chị làm tiếp ăn được. Lôi thêm quả trứng vào mà ăn chất chất. Em lười á. Không được đâu. Ngon quá. Nhưng mà ăn mì tí em. Tí lại mụn nhiều lắm ấy mọi người. Em mì ngon không? Chị ăn nhiều mà không béo á. Nói chung là chị ăn vặt nhiều lắm. Ai ăn cơm rồi á? Yeah. Em mì cho nó nhanh gọn. Một gói tôi mà ăn chưa hết rồi ạ. Ăn mì xào ngon lắm. Ngon lắm mọi người ơi, ngon. Thank you.
Cay quá. Cay quá. Em thì sao? Chua. Em bảo là em đi làm mì để ăn với mọi người để cho ngon. Không, mới làm xong chạy lên đây mọi người chạy mất tiêu. Ở đêm bán là sữa ngoài Hồ Tây á. Anh nhầm người rồi. Hay làm gì? Không, không có thịt, không có thịt hết. Em làm gì bán ở ngoài Hồ Tây? Anh nhầm rồi chứ. Nhầm à? Nhầm hả? Hả hả? Ngon mà. Ăn thế này thì béo làm sao được á thế? Không béo được đâu. Không còn béo, đừng có bảo em béo. Ngon quá, hay là em đi ăn làm tiếp ăn nhỉ? Em đi làm tiếp ăn nhá. Ngon quá. Ăn hai gói luôn. Em lười luộc trứng á. Một lần. Ngày xinh dạ. Nhưng mà em gầy mà, ở ngoài em gầy á. Ở ngoài em gầy, gầy hơi gầy hơn trên này. Ở trên này thì nhìn em ở gần mặt nên là nhìn bánh bao đúng không? Nhưng ngoài em gầy lắm. Người mặc đồ đẹp á. Hay trai Ninh Bình. Đẹp nhưng mà hơi gầy. Em 45. Em đi làm tiếp ăn đây. Chờ tí nha. Em thấy ngon á. Không thể cưỡng nổi. Hay là bây giờ đi cho thêm quả trứng vào thấy ngon nhỉ? Nó lười á. Đây làm gì em đứng lên là mọi người thấy em gầy ấy. Đây này. Gầy lắm. Chơi đi làm tiếp một gói nữa. Nói là em
để chuột lấy chồng. Anh ngồi đó em 45 cân á, cho em 45 cân à? Em ở ngoài nhỏ lắm. Người ấy nhỏ. Nhưng mà cõng em cũng nặng phết. Hôm trước em bị đau chân ấy. Anh trai của em cõng em thế là ăn gì mà nặng thế, kêu thế. Nặng xương. Chắc là nặng xương nhỉ. Chờ tí nhá. Xong bữa trưa đấy mọi người, xong chưa? Còn làm một gói nữa để ăn. Bữa ăn xong, chuẩn bị ăn tiếp. Ăn mì. Nói xin gói, em đang nấu một gói nữa này. Nên em ăn một gói rồi, xong em ăn tiếp một gói. Tại vì em thấy nó ngon quá. Em không thể này cưỡng nổi. Em phải ăn. Chị ăn chưa? Chị á. Nghe nó lạ. Đúng rồi, ăn cái gì mà hết mặt luôn ấy. Chuẩn luôn. Người ấy không bao giờ vào đâu này, toàn vào mặt em ấy, không hiểu sao mọi người. Em phải làm sao để nó không vào mặt em à. Ăn nặng vào mặt thế. Em không hiểu sao đấy. Ăn nặng vào mặt hết. Hello mọi người. Em thay quần đã nóng quá.
mệt quá. Ăn xong cũng ngủ, mệt. Nhìn dáng cao. Dáng cao. Em cao 1 mét à? Em cao 1 mét à? Em cao 1 mét, gần 1m7. Sao ăn mì tôm thế không? Ngon mà. Nóng quá mọi người, hay là bật quạt lên không nhỉ? Em lười bật thế. Mời mọi người ăn mì tiếp nha. Bớt tóc nó không còn nếp rồi. Cho em quả trứng vào. Không, lười lắm, em không muốn cho trứng vào. Cho trứng vào mình phải đi luộc lâu lắm. Luộc mềm. Em sẽ ăn nhanh và ngon. Thế là anh Dũng, vào ăn cháo tôi hả? Em không, em đang ở quê làm gì em dám ăn mì như này. Ngon. Em mà ăn mì mẹ em chắc mẹ em chửi cho em đấy. Đúng không? Nghe ở lắm. Em đang đi làm rồi. Đang đi làm rồi. Ở Hà Nội đâu. Cảm ơn anh Minh đã follow em. Chị ăn mì cái gì thay lên mụ này. Mụ chửi. Thay lên mụ này. Em bộ xong kêu mệt. Rơi đũa em rồi mọi người. Lấy cái lau. Em làm ở Vân Hồ ạ. Vân Hồ. Cảm giác nào? Ngon mụn nè. Vân Hồ. Cảm giác nào? Ngon mụn nè.